Liên Hợp Quốc cảnh báo thế giới nguy cơ tự sát tập thể. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cảnh báo các quốc gia có hai lựa chọn là đoàn kết đối phó biến đổi khí hậu hoặc tự sát tập thể. Nhân loại phải lựa chọn giữa hợp tác hoặc diệt vong, đó là Công ước Đoàn kết Khí hậu hoặc Công ước Tự sát Tập thể. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 7 tháng 11 phát biểu tại Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc năm 2022, COP27, ở thành phố Sharm el-Sheikh, Ai Cập. Ông Guterres kêu gọi thế giới đẩy mạnh quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, cũng như đề nghị các quốc gia giàu có, gây ô nhiễm nhiều, hỗ trợ những nước nghèo phát thải ít nhất. Tổng thư ký Guterres cũng đưa ra mục tiêu là cung cấp năng lượng tái tạo với giá cả phải chăng cho mọi người, hối thúc Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu. Nhiều quốc gia trên thế giới đang đương đầu với thảm họa tự nhiên ngày càng khốc liệt, cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người trong năm nay và gây thiệt hại hàng tỷ đô la Mỹ. Trong số này, có những trận lũ kinh hoàng ở Nigeria và Pakistan, hạn hán ở Mỹ và một số quốc gia châu Phi, cũng như các đợt nắng nóng chưa từng có ở nhiều nơi. Chúng ta đã kiểm chứng thảm họa này đến thảm họa khác, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi nói. Giờ vẫn chưa phải lúc chấm dứt nỗi thống khổ này hay sao? Tài chính trở thành một trong những vấn đề tại COP27 khi các nước giàu bị chỉ trích vì không thực hiện cam kết tài trợ 100 tỷ đô la Mỹ mỗi năm để giúp các quốc gia đang phát triển xanh hóa nền kinh tế của họ. Tổng thống Kenya William Ruto, nước đang đăng cai hội nghị thượng đỉnh khí hậu của châu Phi năm 2023, nhận định đây là nguyên nhân chính dẫn tới mất niềm tin kéo dài, đồng thời khẳng định không có lý do chính đáng nào để biện minh cho việc tiếp diễn tình trạng ô nhiễm. Loạt khủng hoảng như ảnh hưởng kéo dài của đại dịch COVID-19, lạm phát tăng vọt và chiến sự Nga-Ukraine làm dấy lên lo ngại rằng các chính phủ giảm ưu tiên cho đối phó biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, Thủ tướng Anh Rishi Sunak khẳng định chiến sự tại Ukraine và giá năng lượng tăng trên toàn thế giới không phải lý do để trì hoãn nỗ lực đối phó biến đổi khí hậu. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi các nước phát thải nhiều đạt một thỏa thuận lịch sử với những nền kinh tế mới nổi, trong đó các quốc gia tăng gấp đôi mức cắt giảm khí thải để giữ nhiệt độ tăng ở mức 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, mục tiêu đầy tham vọng của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Xu hướng hiện tại cho thấy phát thải carbon tăng 10% vào cuối thập kỷ này và khiến thế giới tăng lên tới 2,8 độ C. Chúng ta đang phải đạp ga trên con đường cao tốc tới địa ngục khí hậu, ông Guterres nói. COP27 dự kiến diễn ra tới ngày 18 tháng 11. Các bộ trưởng sẽ tham gia thảo luận vào tuần thứ hai của hội nghị. An ninh được thắt chặt tại COP27, giới chức Ai Cập đã bắt hàng chục người và hạn chế hoạt động biểu tình trong những ngày trước khi hội nghị diễn ra. Thưa quý vị, các cuộc tập trận không quân của Hàn Quốc và Mỹ là nguy hiểm và khiêu khích công khai, và quân đội Triều Tiên sẽ tiếp tục đáp trả bằng các biện pháp quân sự áp đảo và kiên quyết. Tuyên bố được quân đội Triều Tiên đưa ra sáng nay, mùng 7 tháng 11. Theo kênh truyền hình KRT của Triều Tiên, những hoạt động quân sự vừa qua của nước này là lời đáp rõ ràng cho những động thái quân sự khiêu khích của đối phương. Hôm 4 tháng 11, Triều Tiên đã bày tỏ quan ngại về việc Hàn Quốc và Mỹ kéo dài thời gian cuộc tập trận không quân Vigilant Storm, tuyên bố sẽ đáp trả bất cứ nỗ lực xâm phạm chủ quyền, gây tổn hại tới lợi ích an ninh của Bình Nhưỡng. Quyết định kéo dài thời gian tập trận được Hàn Quốc và Mỹ đưa ra sau những diễn biến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Riêng trong các ngày mùng 2 và ngày mùng 3 tháng 11, Triều Tiên đã phóng tổng cộng 26 tên lửa ra các vùng biển phía đông và phía tây. Trong số các tên lửa được phóng đi, có một tên lửa rơi gần lãnh hải Hàn Quốc và một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thứ 7 của Triều Tiên kể từ đầu năm đến nay. Trong tuần tới, Ủy ban châu EC dự kiến sẽ đề xuất một gói tài chính quan trọng cho Ukraine trị giá lên tới 18 tỷ euro để hỗ trợ Kiev trong năm 2023. Chủ tịch EC Ursula von der Leyen đã đưa ra thông báo này trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày hôm qua. Tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đều công nhận tầm quan trọng của việc bảo đảm tài chính có kế hoạch và thường xuyên với các chức năng thiết yếu của nhà nước Ukraine. Tuyên bố của EC khẳng định sự hỗ trợ dưới hình thức các khoản vay dài hạn với ưu đãi cao, bao gồm cả chi phí lãi suất, cũng sẽ hỗ trợ các cải cách của Ukraine và con đường trở thành thành viên EU. Chủ tịch EC nhấn mạnh, EU đang tiếp tục làm việc để cung cấp viện trợ nhân đạo ngay lập tức cho Ukraine, đặc biệt trong mùa đông sắp tới. Tuyên bố của EC cũng cho biết, hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về tầm quan trọng của việc bảo đảm xuất khẩu nông sản Ukraine. Ngoài việc ủng hộ hoàn toàn nỗ lực của Liên Hợp Quốc nhằm đạt được thỏa thuận với Nga liên quan đến sáng kiến ngũ cốc ở Biển Đen, hai nhà lãnh đạo còn thảo luận về kế hoạch mở rộng năng lực của các tuyến đường đoàn kết EU-Ukraine, đến nay vẫn được sử dụng để vận chuyển phần lớn nông sản và sản phẩm phi nông nghiệp xuất khẩu của Ukraine kể từ khi xung đột xảy ra.
Hôm qua, hàng triệu cử tri Nicaragua đã tham gia bỏ phiếu trong cuộc bầu cử địa phương, trong đó Đảng Mặt trận Giải phóng Quốc gia Sandino cầm quyền được hy vọng là sẽ tiếp tục giành được chiến thắng lớn. Theo Hội đồng bầu cử tối cao Nicaragua, cuộc bầu cử này sẽ bầu chọn 153 thống đốc và phó thống đốc cùng hàng nghìn thành viên hội đồng thành phố. Ít nhất 3,7 triệu cử tri Nicaragua đủ tư cách đi bỏ phiếu. Tổng thống Daniel Ortega đã kêu gọi người dân tích cực đi bầu. Tất cả mọi người dân Nicaragua đều biết rằng đây là cuộc bầu cử vì hòa bình. Bất kể bầu cho chính đảng nào, các bạn đều đang bầu cho đất nước Nicaragua và bầu cho hòa bình. Hiện Đảng Mặt trận Giải phóng Quốc gia Sandino đang kiểm soát 141 trong tổng số 153 thành phố hoặc thị trấn ở Nicaragua. Ông Elon Musk, giám đốc điều hành Twitter và cũng là tỷ phú giàu nhất thế giới, hôm qua đã cảnh báo là nếu người dùng giả mạo tài khoản của người khác mà không làm rõ rằng đây chỉ là một tài khoản mang tính hài hước thì sẽ bị khóa vô thời hạn mà không cần báo trước. Theo tỷ phú Elon Musk, Twitter trước đây có đăng thông báo trước khi tạm ngừng tài khoản, nhưng trong bối cảnh mạng xã hội này đang tiến hành việc xác minh tài khoản quy mô lớn, sẽ không có thông báo nào được đưa ra về việc khóa vô thời hạn các tài khoản giả mạo. Theo ông, bước đi này là một điều kiện để người dùng đăng ký tài khoản tích xanh trên Twitter. Hôm mùng 5 tháng 11, Twitter đã cập nhật trên khẩu ứng dụng App Store của Apple về việc tính phí $8 cho những người dùng muốn chuyển sang chế độ tích xanh. Đây cũng là bước đi đầu tiên của tỷ phú Musk trong việc đánh giá và cải tổ Twitter. Trước nguy cơ phương thức đọc sách điện tử có thể lấn lướt và thay thế sách giấy, tại Iraq, một lễ hội sách đã được tổ chức với hàng nghìn đầu sách được tặng miễn phí. Và lễ hội này cũng đã được mở rộng tổ chức tại 7 tỉnh thành trên khắp đất nước, cho thấy việc hồi sinh văn hóa đọc đang ngày càng được quan tâm. Hàng dài người, trong đó có nhiều thanh niên, đã chen chúc trước những bàn đầy sách để tìm những cuốn mà mình yêu thích. Trong lễ hội mang tên Chiến dịch đọc sách Iraq lần thứ 9 này, 70.000 cuốn sách đã được cung cấp miễn phí tại 7 tỉnh thành nơi tổ chức sự kiện. Số sách đa dạng phong phú chủ đề này được các thư viện tặng. Có một cuộc khủng hoảng về đọc sách giấy trên khắp thế giới, chứ không chỉ riêng tại Iraq. Sự kiện của chúng tôi nhằm mục tiêu hồi sinh văn hóa đọc sách giấy, để sách điện tử không trở thành lựa chọn thay thế. Những người trẻ đang tới đây lấy sách và trông rất hạnh phúc khi đọc sách. Đọc sách bao giấy luôn đem lại một cảm nhận đặc biệt. Ngoài việc tới đọc sách, những người tham gia sự kiện còn có thể thảo luận, trao đổi hoặc nghe diễn giả đọc những đoạn trích dẫn hay trong các tác phẩm văn chương. Tồn tại ở châu Âu là thách thức không hề nhỏ đối với không ít người di cư. Và để đối phó với tác động về tinh thần, những người di cư Gambia bị mắc kẹt ở Đức đã lựa chọn âm nhạc, và cụ thể là hip hop, như một liệu pháp tinh thần giúp họ có thể cân bằng cảm xúc trong quá trình tìm kiếm cơ hội cho tương lai. Những thanh niên người Gambia này đặt chân đến châu Âu ở thời điểm Đức mở cửa biên giới đón nhận những người tị nạn như họ hồi năm 2015. Để tồn tại và nuôi ước mơ về một tương lai tốt đẹp hơn, họ đã cùng nhau sáng tác nhạc hip hop. Những ca khúc này nói về cuộc sống họ đang trải qua và lòng tin để vượt qua những khó khăn hiện tại. Họ đã viết cả một album với tựa đề Still Here để nhắc nhở bản thân luôn cố gắng dù có nhận được sự hỗ trợ kịp thời hay không. All my pain, happiness, you know, whatever. Tất cả nỗi đau, hạnh phúc, trải nghiệm, mọi thứ tôi đã trải qua, tôi đều đưa vào âm nhạc. Và nó đã giúp tôi rất nhiều, vì tôi không thể chia sẻ với tất cả mọi người một cách trực diện những khó khăn của mình. Đó là lý do tại sao chúng tôi chọn âm nhạc. Nhờ đó chúng tôi có thể truyền thông điệp đến những người đã đặt chân đến đây để họ được tiếp thêm động lực từ chúng tôi. Những chàng trai Gambia này đều thừa nhận hip hop như một liệu pháp tinh thần hiệu quả. Thi thoảng họ lại được biểu diễn như ca sĩ thực thụ trước một lượng khán giả nhỏ tại các sự kiện dành cho người di cư, và đó là niềm hạnh phúc giúp họ duy trì được niềm tin để vững vàng mưu sinh nơi viễn xứ. Thưa quý vị, nước Mỹ đang chứng kiến cơn sốt xổ số khi giá trị giải độc đắc Powerball chạm mốc lịch sử 1,9 tỷ đô la Mỹ. Lần quay số ngày 5 tháng 11 của Powerball đã không tìm được chủ nhân.
Ban tổ chức cho biết không có ai trúng cả 5 con số và số Powerball, khiến giá trị giải thưởng trong kỳ quay ngày 7 tháng 11 nhảy lên mốc 1,9 tỷ đô la Mỹ. Đây là giải độc đắc lớn nhất trong lịch sử xổ số thế giới, với 40 lần quay số không tìm được chủ nhân của giải độc đắc, và đây cũng là kỷ lục số lần quay liên tiếp của Powerball mà không có người thắng giải.